Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chăm gà con để cho nó nhanh lớn và không bị bệnh tật. Thi thoảng là chúng ta nên cho nó ăn một ít cá nhỏ như thế này. Cá như thế này nó sẽ đầy đủ dinh dưỡng và đồng thời nó sẽ không có xương. Chúng ta không sợ như cái loại cá lớn là nó không có xương. Từng này được rồi, không cho ăn nhiều quá. Bởi vì do cái cá này là mình nấu cho người ăn cho nên nó hơi mặn một tí, chúng ta sẽ phải cho một ít cơm vào đây để cho nó bớt mặn đi. Chúng ta sẽ cho ăn nhiều thứ và bằng nhiều cách để bảo vệ cho cái đàn gà của mình nó không bị bệnh mà khỏe mạnh, thì chúng ta phải có cách chăm. Đây này là theo kinh nghiệm của nhiều người nuôi từ nhiều năm rồi chứ không phải là một mình kinh nghiệm của một cá nhân. Mình sẽ áp dụng bằng nhiều cách, tôi sẽ lần lượt chỉ trong cái video này, tôi sẽ cố gắng để tôi chỉ hết cho quý vị và các bạn cái cách mà người ta đã áp dụng. Đấy, bây giờ nó thấy mình ra đây là nó tập trung vào rồi, nó chạy đến rồi. Giờ mình sẽ cho một ít nước vào cơm với cả cá này nhé. Quý vị xem, chúng ta sẽ cho một ít nước vào đây. Đây gà con này. Rồi đi. Bây giờ đây chúng ta sẽ trộn là giống lúc nãy trên chúng ta bóp đều như này nhá, trộn đều như này để cho nó đều giữa cá với cơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó ăn. Khi mình cho ăn thì nên để xa con gà mẹ ra, bởi vì ở đây rất nhiều gà mẹ, để xa ra khỏi gà mẹ. Đấy. Đây bình thường mà nó còn đói là nó ăn kiếp lắm, nhưng mà đây lúc nãy cho ăn lúc trưa cho ăn hơi no, cho nên là bây giờ nó không có hăng lắm, nhưng lúc trưa ăn nhiều vẫn đang căng. Mà cái vấn đề là chúng ta cần nắm được cái quy trình mà để chúng ta thế để cháu quay trong này đúng không? Đây thì ở trong này nhé, và phía sau chúng ta cũng bắn lưới hết như vậy, và chúng ta để cho nó thông thoáng. Trong này chúng ta tạo một cái khoảng kín, hai bên đều có bắn tôn, bên này bắn tôn. Đó. Chúng ta tạo nó một cái khoảng kín như này, trong trường hợp mưa nó không tạt vào được. Trên này chúng ta lợp tôn, ngoài lợp tôn thì chúng tôi còn có thêm cả một hệ thống tre ở đây nữa để đảm bảo gà con nó ở trong này nó an toàn. Đó, thì khoảng 15 ngày đầu thì chúng ta sẽ để như thế để khỏi nó ra ngoài nó hay bị bệnh tật. Sau đó thì chúng ta sẽ thả nó xuống dưới khu vực này. Còn gà con khi mà mới nở thì thường là người ta sẽ cho ăn cái cám dành cho gà con á, nó khoảng người ta cho ăn khoảng 10 ngày gì đó. Khoảng 10 ngày người ta cho ăn một cái cám đó. Lý do là bởi vì cái cám đó nó nhanh tiêu, nó giúp tiêu hóa tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho ăn cái cám đó lâu á, thì gà con nó sẽ yếu. Đây bây giờ chúng ta sẽ cho ăn thêm cả lúa. Lúa này là lúa mới ngô. Lúa mới ngô thì gà con nó ăn được rồi, nhưng tại vì nó no rồi nó không ăn á. Chứ còn nó đói là nó nhảy lên nó tanh nhà mẹ nó ăn luôn á. Chúng ta phải cho ăn lúa, ăn ngô. Lúa ngô thì chúng ta nên cho ngô, hay là miền Nam còn gọi là bắp ạ. Ngô thì chúng ta nên mua cái loại mà xay nhỏ, người ta giống như kiểu là hạt nhỏ, giống như hạt gạo á, hạt tấm á, thì gà con nó ăn được. Còn nếu mà chúng ta mua những cái ngô mà ngô 73, 74 ấy, thì chỉ có gà mẹ mới ăn được, gà con nó không ăn được. Thì thường từ 15 ngày trở lên thì nó muốn ăn gì thì ăn. Cứ thi thoảng thì chúng ta cho ăn rau, đây đang còn kèm theo rau đây. Ăn rau rồi ăn cá, cơm thì chỉ ít ăn thôi, thi thoảng mình mới trộn với cá thôi. Thế còn những người mà đó là những người không biết được là thực sự thì ăn mấy cái đó thì nhiều có tốt hay không, nhưng mà thi thoảng cho ăn thì chắc chắn là tốt, bởi vì nó đủ dinh dưỡng, nó sẽ giúp cho con gà phát triển khỏe mạnh. Đấy, nhưng nếu mà cho ăn nhiều thì chắc không tốt, nó sẽ lớn nhanh, như cả thịt lớn quá thì nó cũng không tốt. Đấy. Đấy, nếu đây là mấy con gà này nó no nhá, nó đói thì nó ăn khiếp lắm, nó lao đến nó ăn mầm mầm khiếp lắm. Đây là vì lúc trưa cho ăn hơi nhiều rồi cho nên nó no rồi. Bây giờ rau thì chúng ta cho ăn bất kỳ cái rau gì mà gà nó thích ăn thì đều có thể ăn được, bởi vì đây là nuôi trong một cái môi trường mà nó không có nhiều rau. Chứ còn những cái nơi mà có nhiều rau thì chúng ta sẽ thả, những cái gia đình mà rất rộng họ thả gà con cho đến khi gà bắt đầu tập gáy, nên trong gà bắt đầu nó hay gà lớn rồi đó thì bắt đầu người ta mới đưa vào, người ta tách đàn. Nhưng mà mình ở đây mình không dám thả, bởi vì đây có con gà ở ngoài này gì ấy. Mình không dám thả bởi vì sợ thả ra nó phá hết cái vườn rau, cho nên là buộc mình phải hái rau hoặc là mua rau cho chúng nó ăn. Người ta có thể cho ăn rau muống, rau cải, rau xà lách, nói chung bất kỳ rau gì. Thậm chí chúng tôi đi cắt cỏ để cho nó ăn nữa. Thì nói cắt cỏ nó to chuyện thế thôi nhưng mà nó chả ăn bao nhiêu đâu, cho nên mình không. Ô cái gì ơi, cái lúa này tí nữa cho nó ăn luôn này. Đây có một con bị nó ra ngoài này. Không đừng làm nó sợ, cái giơ tay giơ chân là nó chạy vào rồi. Làm nó hoảng là nó chạy lung tung. Đây chúng tôi đây đó, tại đặt cái đống cao quá. Đây là chúng tôi có đặt cái hệ thống lưới nhỏ ở dưới này, cho nên gà nó không ra được và đồng thời nó cũng không vào được. Cái lưới nhỏ này thì nó ngăn làm cho chuột khi mà vào trong ấy, thì chúng ta cũng sẽ dễ bắt hơn. Còn nếu mà không có cái lưới nhỏ này thì lúc chúng ta đuổi cái chuột nó chạy từ trong ra ngoài, mình chạy vòng ở đây chuột nó chạy mất rồi. Còn có cái lưới nhỏ này, khi con chuột nó chạy đến đây nó phải leo lên, mà leo lên là chúng ta dùng que chúng ta đập xuống và chó nó sẽ bắt chuột rất là giỏi. Chuột thì buộc phải bắt thôi, bởi vì chuột nó phá ghê quá. Chuột nó cắn, nếu mà chúng ta không bắt nó là nó cắn chết gà con. Còn với những con gà mà đã lớn như thế này, đây cái cỏ, những cái cỏ này nó rất là thích ăn. Đó, khi thoảng rảnh rảnh còn chúng ta còn bắt gà ra ngoài. Con đấy nó ăn ít lắm gì ấy, lúc trưa thừa. Không phải lúc trưa đổ ra dưới chân gì thế này. Đổ ra hết đó. Lúc trưa thằng ấy nó xem nó bảo là đối với gà lớn này này thì đây, con này rất là đẹp. Nói chung hai con này ai thích thì sẽ nhường cho. Một con là xám khô, một con là xám ngũ sắc. Đối với gà lớn này ấy, thì nó ăn chúng ta cũng phải thay đổi khẩu phần ăn cho nó, chứ nếu mà chúng ta cứ suốt ngày cho ăn lúa không là nó cũng chết khiếp mà nó không ăn đâu. Khi ăn lúa, khi ăn ngô, khi ăn rau, nói chung là ăn thay đổi cho nó. Đấy, thấy chưa? Bây giờ bắt đầu là hai đứa lên ăn này. Nó mà cứ ăn miết một thứ là nó chán, nó như người nó chán, nó không muốn ăn. Phía sau này bây giờ chúng ta sẽ ra, phía sau này thì toàn là gà lớn, cũng có gà nhỏ, nhưng mà những cái con gà này thì nó ăn theo gà lớn được rồi. Đấy, đấy nào. Đây đại ca này đang ở trên này, đây gì đây? Cho con trên này tí này nó không. Đó, cho con đấy ít thôi. Gì cho con trên này một tí, cái này luôn, tí này. Con trên này nó đây là sắm gốc. Tí nó gì cho nó một ít cái đồ uống, còn cái con trên này nó không dám xuống, nó sợ. Ê, gì mở lên luôn đi, mở lên cho nó gà nó ăn cái ấy dưới kia. Đó 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 đó. Khi thoảng mình mở lên như vậy là nó có cái cái cỏ nó mọc lên, với cả có con dế con giun ở dưới. Bên tên nữa à, thêm thoải mái, con thừa thì ta cắt thôi. Gà thì nó rất thích ăn rau, cho nên là chúng ta phải chịu khó cho nó ăn rau ăn cỏ vào. Gì cho lúa luôn đi chị, cho cứ mỗi ấy gì cho thêm một nắm nữa. Ít thôi, lúc nãy cháu cho ăn rồi gì. Gì cho vừa thôi, lúc nãy cháu cho ăn rồi. Đấy. Thôi. Rồi ăn hết thì cho tiếp trong lồng. Không, nó không thích ăn cái đấy nữa thì thôi. Đây có những con gà như con này nó không ăn ngô. Lý do là bởi vì gia đình trên trại của nó ngày trước người ta không cho ăn, cho nên bây giờ nó không biết ăn ngô. Thế thì gà con chúng ta nên tập cho nó ăn đủ các thứ để khi mà nó, thứ nhất là không bị thiếu chất, thứ hai nữa là nó không bị kén đồ ăn. Thì chúng ta ok cho nó ăn nó sao cái gì, nó có dám trổ người đâu. Đấy nó sợ mổ gì cho nó đây nắm, cho nó nắm, có cái nồi cũng được. Đó, cho nó một nắm, nó bởi vì mình mới đưa vào á, cho nên nó sợ con khác. Rồi bây giờ chúng ta đi sang bên kia. Cái này lúc nãy cháu cũng cho ăn một ít rồi. Bây giờ ta sẽ cho ăn bổ sung. Rất tiếc là hết rau rồi chị. Hết rau mất rồi. Mất công bằng quá, chia như thế là không công bằng. Thôi tí nữa ra lấy thêm cho nó ít. Chị cho thêm cái bên này, hôm nay cháu mới cho ăn ít thôi. Con này lúc nãy cháu bóc ra cho bọn ngoài ăn. Chán rồi, ăn nhiều suốt ngày ăn đấy nó phải đổi. Đây con đấy lúc nãy cũng đang thừa dưới đất, đang điều gì đừng đổ nữa, lúc nó không ăn. Thôi con này cần gì, con này nó trùm mà cần gì phải cho. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn từ cái cách cho gà con mới nở ăn như thế nào. Đây ví dụ như cái chỗ này hôm trước gà con mới nở ấp vào đấy nhé. Ấp ở đây xong là nở là mình cho nó nuôi con tại đây luôn. Nhưng mà cái chuồng này nó hơi nhỏ, chuồng bên này nó rộng hơn. Cái chuồng này nó rộng hơn. Cái chuồng trên này nó rộng hơn. để xa ra một tí để mà còn đóng cửa nữa chị ạ. Không, chưa có lúc có ở đó dạ. Chúng tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn từ cái cách mà cho gà con mới nở ăn. Gà con mới nở thì chúng ta nên cho ăn cám, ví dụ như cám trứng hay là cám gì đó, cái cám cho chim cũng được mà cho gà con cũng được. Chúng ta cho ăn trong vòng khoảng 10 ngày, 1 tuần đến 10 ngày. Sau đó là chúng ta cho ăn ngô nhỏ và ăn lúa. Nó ăn được thì ăn, không ăn được thì nó chưa ăn lúa được thì nó sẽ ăn ngô. Đấy, rau. Thi thoảng thì chúng ta cho ăn cơm cá, nếu có điều kiện nó có thể bồi dưỡng như nó dế hay là thi thoảng cho ăn dế hay là ăn gì đó, ăn dế hay là ăn sâu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hai cái đứa này chạy khắp nơi chưa ăn được mấy gà to, nó đuổi chạy khắp nơi gì này. Các hai đứa này phải cho nó ăn. Sau chuồng thì tất cả chuồng chúng tôi đều thiết kế ở phía sau nó hở như này. Mục đích là để khi mà cần bắt chuột là chó nó có thể chạy được các cái khe này nó bắt được. Chứ còn nếu mà chúng ta để kín là chuột nó moi ở dưới, nó chui xuống dưới chó sẽ không bắt được. Còn chuột vào đây thì không có một đường nào để chạy thoát được, bởi vì thứ nhất là chúng tôi thiết kế đều có khoảng hở. Chỗ nào đây, bất kỳ góc nào đều có khoảng hở hết. Thứ hai nữa là chó thì thả nhiều con một lúc chứ không phải thả chỉ có một con. Rồi, xin tạm biệt. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.